Rồi con xin chào các bác trạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con còn mới đồ linh tinh các bác, xe cái sườn 700C mà đời mới nha, mà hút nha. Rồi bắt đầu mình thấy được cái nào alo đó. Rồi. Ba cặp bánh này luôn nha các bác. Cặp bánh này 68 nha. 68 có clip China như này luôn nha, clip 7. Niền nhôm. Cam sắt. Nó đùm này thì đùm hạt đậu China luôn nha, Shimano China luôn. Đó. Nói chung là đùm này cũng còn sáng, còn đỡ. Đó, xài ha, mắc anh Shimano, mắc anh China ha. Đó, cái đùm này thì đẹp, bự đẹp mà mắc anh China. Ừ. Rồi này cái bánh sau nó ha, vỏ ruột còn hơi luôn nha. Đỡ bánh trước luôn nha các bác. Cũng đùm này đùm sắt luôn, như chữ Y nè, danh test luôn. Ở này thì Đài Loan. Nói chung là có China thì trước thì cũng là Đài Loan thôi. Đó. Nhôm nha, cầm sát luôn nha. Nó cặp bánh thì cũng còn được nha các bác. Dạ con thanh lý cho bác nào về chơi luôn nha. Đó, cái này là đùm sắt xài ngon lành nha các bác. Đó. Nói chung là nó không được giá trị thôi chứ nó xài là con bao. Rồi cái này con thanh lý luôn nha. 550 cao ship nha. Đó, 550 cao ship luôn. 608 nha. Đó, bác nào thấy ưng được alo còn 550 cao ship. Rồi con có cặp ngàm nè, có cặp tay nè. Cặp tay đi combi nha các bác, sáng đẹp nha. Cặp tay này xá sắc sắc luôn, bỏ da cũng còn đẹp luôn nè. Đó, nút niết thì zin hết nha. Đó, nút còn trong này zin ha. Cặp tay này còn giao lưu là 450 cao ship nha các bác. Cặp tay đi ăn cơm khá đẹp. Rồi bác nào thấy được cái này thì alo con nha. Sáng đẹp. Rồi giới thiệu cho hết mấy cặp tay mấy bác luôn đi, rồi mấy bác muốn xử nào xử nha. Rồi cặp tay lắc này là Shimano ha. Tô này hàng là hàng Indo nha các bác. Cái này là 72 nha. Xài ngon lành nha các bác. Đó. Đó. Đó, cái này thì tay đắt này là bên đề nè, 7 ha. Indonesia bao da thì còn đẹp nè. Cái này thì bên sang dĩa nha, sang dĩa nè. Đó. Đó, xài ngon lành nha. Cái này thì mắc cái nắp nha các bác. Mắc một cái nắp chụp trên này, mắc mũ chụp trên này nha. Bao da xài ngon lành, Shimano tô này. Đó. Rồi cái này con thanh lý nha. 650 cao ship nha các bác. Đó, 72 chỉ mắc cái nắp tí xíu này thôi nha. Bác nào thấy ưng được alo còn. Rồi cái này nè. Này Nhật nha các bác. Hàng Shimano mắc Shimano mà gửi đít 100 mắc in da băng nha. Cái này xài ngon lành luôn nha. Này là tay này tay. Đấy nha. Đó. Muỗng đó. 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 Rồi xài ngon lành. Cái này 8 nha, 82. Cái này chỉ có bao da xấu nha các bác, bao da dính nha, bao da này xấu gánh xấu nha. Mình về mình may ố bao cao su mình may da để mình xài. Mình ra mình tiệm may á, mình đặt nó cái da mình may á là xong rồi xài. Nó đẹp vừa đẹp vừa bền. Rồi. Cái này con giao lưu là 1.200.000 bao ship nha. Đó, 1.200.000 bao ship 82 rồi đi 100 nha các bác. Nước xi còn đẹp nè, chữ hay là mờ tí xíu nha. Rồi các bạn thấy được nha, alo con. Hai cái da quang xe theo xe nha các bác, Đài Loan nha. Rồi hai cái này 120k bao ship nha. Đó. 120 bao ship hai cái gạo quang nha. Hai cái yên. Hai cái yên theo xe Đài Loan luôn nha các bác. Nó cái này là cái Takashima. Cái loại này dặn ra nè, mình lọp cho mình dặn lên nè, mình bấm cho mình dặn là được nha. Đó, cái này thì nó có cái gì cái hoài gì này luôn, cái này thì bự nè, mềm luôn.
da gách nha, cái này mình lò mò lọp để chơi nha, và là mấy bác lọp để chơi nha. Đó, cái này cái gách nó gách mấy cái da. Rồi con lý mấy bác về mấy bác lọp để chơi nha. Các coi cái này dép nha các bác. Này cũng có đài lon luôn, theo xe luôn nè. Cái này nó cũng có răng răng này nha. Ủ đài lon. Bác về mấy bác lọp để chơi thôi, chứ còn cái này thì nó nhìn thì nó xấu lắm. Yên theo xe nó xấu, ít có cái đẹp. Rồi cái này hai cái cặp hai con ship nha. Rồi tay cóc nè, 7 nha các bạn, tay cóc 7 cóc cóc. Rồi cái này chỉ mắc miếng mũ chụp trên này thôi, nắp thì một bên nó có găng miếng xíu nè. Rồi cái này 130 bao ship luôn. Mấy bác gì chơi. Rồi cặp bi đanh nhôm nha, cặp bi đanh nhôm mắc dạ quang hết nha các bác. Hết bữa nay hàng nhà không còn dạ quang để lắp cho mấy bác nữa nha, hết nha. Mấy bác cần thì mua, cái này không có dạ quang. Đó. Rồi cái này 130 luôn nha, bằng nhôm nha các bác, không có dạ quang, 130 bao ship. Nhôm liền luôn nha, đài lon theo xe nha. Rồi cái này gỡ đít luôn nè, 3 nha, cái này 3 nha, cái này nha. Rồi 130 luôn nha, bữa nay bắt 130 luôn. Rồi cái này cái tu này nha, cái này cái gạt dĩa tu này lắp từ xe cổ xe mới luôn nha, hàng hàng đô nha các bác. Rồi cái này 100 luôn, bữa nay 100 nha, 100 bao ship, còn hai cái duy nhất thôi. Rồi cái này cái này là cái bông tăng cá mập nha các bác, họ có chuông luôn nha. Rồi cái này nước nhôm cũng màu sáng đẹp nha, dưới thì sơn đen nè, trên này dính gì nè. Rồi máy kinh da băng nè. Rồi cái này 350 cao ship nè, 350 cao ship cho con tăng này, bác nào thấy được ra lô. Rồi cái đề này, ố quên cái đùm này, cái đùm đài lon cho anh test này nha bác. Nó cái đùm này là hồi xưa sơn đen nè, bị tẩy ra nè ha, bị đánh bóng nè. Rồi cái này 100 luôn nha, 32 lỗ câm này nha. Đó, 100 bao ship, xài ngon lành nha bác. Bác nào bị bể đùm trước chỉ thấy nha, 100 bao ship. Nên hành lý cho nó gọn nhẹ ha. Rồi bác nào thấy được alo. Rồi cái này 1 cái 5 nha, có 7 ra ngoài. Rồi cái này cũng còn khá đẹp nữa. Rồi cái này 330, cái này 36 lỗ câm nha bác. Đó, bác nào thấy alo. Rồi cũng cặp đùm Shimano 600 nha, Shimano 600 trắng nè, cây cốt trước lai nè, cây cốt nhật nha, nhưng mà lai không phải của nó nha. Shimano 600 ha. Đó, cây cốt này lai nè, không đẹp. Rồi cái ở sau nè, cốt riêng nè. Shimano 600 chỗ này nè, cái trong miếng mũ 600 này nè, là chỗ này nó bị nứt nè, nứt nè, nứt xíu nè, cái lắp mũ đậy thôi nha. Nó cái đùm thì xài ngon lành nha. Cái dòng dây quấn ở đây thì nó cũng mắc rồi nè, nhân dây miếng dây mũ quấn đây đó, mở ra bằng nha. Rồi cặp này thường ngày là bán khoảng từ giá 900 ha, này 700 nó không được đẹp không nha. Đó, 700 bao ship. Rồi con có cặp Shimano 600 ba sọc này, màu trắng khá là đẹp luôn nha các bác, xuất sắc luôn. Con này xài ra ngoài luôn, có cái clip luôn nha, clip ra ngoài luôn nha. Bác nào không mua clip thì trả clip đây cũng được nha. Đó, 600 khá là đẹp luôn, nhôm sáng chói luôn. Này 36 lỗ cầm nha các bác. Đó, tay rồi ghim nó đẹp nha. Rồi cái này con giao lưu là 1.200.000 bao ship nha. Đó, 1.200.000 bao ship. Bác nào mà mua cái đùm không á là 850 nha. Cặp đùm không là 850. Còn có cái clip là trừ tiền nha. Rồi cặp ngàm gom hay mòn, cái này là đài lon 700cc chuẩn nha. Màu đen, bác nào muốn về muốn tẩy lại màu nhôm thì tẩy. Rồi thanh lý 150 bao ship luôn.
bán cho nó gọn, mấy bác nào ưng alo coi. Và cái đây Atus nè, Atus Shimano Singapore nha các bác, đề này đề 8 nha, 8 thôi nha. Rồi cái đề này con giao lưu là 300k một ship nha. Mấy cái ghi đâm luôn. Rồi cái này là có cái chuông luôn nha. Bề ngang là 39 đọt lòng là 41 phú bì nha, Đài Loan sáng đẹp. Rồi cây này con giao lưu là 300 luôn, là 300k một ship nha. Rồi cái này là cây da băng nha các bác, Tokyo da băng có bông lúa đồ đẹp luôn, chưa vệ sinh luôn mà còn dính keo rồi nha, cái này sinh lý luôn, 300. Rồi hai cây ghi bộ này luôn, có ghi đâm cột cổ ép nha, có ghi đâm bông này đủ, nó sáng đẹp luôn. Rồi con thanh lý cây này là 400 bao ship, 400 bao ship mã số 1. Rồi cái này cũng Đài Loan luôn nha, cũng bông tăng đầy đủ sáng đẹp luôn. Rồi cũng 400 bao ship mã số 2 luôn nha. Đó, rồi còn có cây sườn này luôn nè. Cái sườn này, cái sườn Đài Loan nha các bác, 700 xe chẩn thúc nha. Ở cái sườn này thì có ngàm thắng luôn, Techo. Ngàm thắng Techo khá là đẹp nha, thấy khá là đẹp và độc luôn nè. Đó, ngàm thắng này đẹp. Rồi cái sườn này còn sáng đẹp, nước sơn cũng đẹp luôn. Đó, sườn này cao 53 ngang 54 nha các bác. Đó, có yên đồ ngon lành, không dính không gì hết nha, nước sơn màu xanh đẹp luôn nè. Nó có kỷ niệm gì luôn nè ha, kỷ niệm nó chắc nó đua Tokyo năm 2013 nè. Đó. Kỷ niệm nha, ký tùm lum hết trơn nha. Đó, cái này sơn vô sườn không nha các bác. Sườn này đẹp nha, tem này ghim hết trơn nha. Giò giữa là xài bạch đạn luôn nha. Nè, cái sườn này đuôi khá là đẹp, ngàm tét trôn cũng đẹp luôn, 700 xe chỉnh nè, mình giờ lắp 700 xe nha các bác. Đó, rồi đúng cái đúng cặp bánh 700 xe lắp mới được nha. Xe này không có lắp được xe nè, cái nào nữa chứ, này chỉnh 700 xe thúc đẹp luôn. Rồi cái sườn này là con giao lưu là 1.250.000 bao ship nha. Nó 1.250.000 bao ship cho cái sườn luôn, cả cái ngàm tét trôn luôn nha các bác, đẹp nha. Đó, bác nào thấy ưng được alo con nha. Rồi hôm nay có mới gì đó, bác nào thấy được nào luôn rồi đó. Xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ.